Loa 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 loa, xin chào tất cả anh em. Có một cái siêu giảm giá cực kỳ ưu đãi tại shop mơ sướng.vn, giảm đến 50% tất cả các nick ở mục nick liên quan thông tin trắng các bạn nhé. Các bạn nhấp vào thư mục này thì hầu như các bạn sẽ được là ắc thông tin trắng, và các bạn mua về hay đổi mật khẩu và thêm số điện thoại vào được giảm 50% khi các bạn nạp thẻ, hoặc các bạn được giảm 70% nếu mua ATM. Chẳng hạn nick 3 triệu tư thì chỉ còn có 1 triệu 5 là thôi, giảm 70% ATM các bạn nhé. Đây là một cái sự kiện giảm giá cực kỳ tuyệt vời tại shop mơ sướng.vn, cho nên các bạn đừng quên, nếu các bạn có nhu cầu mua nick hãy vào shop mơ sướng.vn mua nick các bạn nhé. Và mình xin chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và cảm ơn các bạn rất nhiều. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình sẽ đi mít và sẽ hướng dẫn các bạn một vị tướng thế luôn, các bạn chỉ cần xem thôi, các bạn chỉ cần xem thôi là các bạn cảm giác một cái gì đấy nó rất đỉnh cao rồi. Và ngày hôm nay thì mình sẽ nói thẳng luôn, đây là một clip đầu tiên mình hướng dẫn các bạn vị tướng Lordaeon Dimit, và mình sẽ bỏ qua những cái cơ bản của Lordaeon và sẽ đến với nâng cao và cái combo cách chơi, và chắc chắn đây là cái lối chơi của những rank top 1, top 2 của server Việt Nam, và đúng là Lordaeon rank cách đấu thì nó sẽ chơi như thế nào. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách combo rank cách đấu, nó sẽ đỉnh cao và ảo diệu, và các bạn sẽ rất ít người biết combo này. Và trận đấu này sẽ đối đầu với Natalia, Dairak, Ryoma, Lữ Bố và Whit thì mình sẽ không quan trọng, bởi vì Lordaeon là một vị tướng pháp sư, một vị tướng pháp sư mà có thể gọi là can quét lao lên các bạn. Nó là có hai cách chơi, một là cầu rịa, hai là sẽ lao lên can quét. Và lao lên can quét như thế nào? Đó chính là bay lên cùng chiêu 3 hoặc kích hoạt chiêu 1 để bay lên cùng chiêu 2 các bạn nhé. Và mình này sẽ nói sơ qua cái bộ combo của Lordaeon, đó chính là chiêu 1 của nó gây sát thương được 3 lần, và 2 lần thì các bạn điều chỉnh được, còn lần thứ 3 thì nó sẽ tự động quay về. Nếu đứng ở trên quả cầu đấy thì các bạn sẽ bị ăn thêm sát thương lần thứ 3. Cho nên Domna đang chúng ta sẽ chiêu 1 sẽ gây sát thương được 2 lần. Đấy là cái chiêu thức nó rìa máu của Lordaeon. Còn chiêu 2 thì như nào ạ? Chiêu 2 thì nó sẽ auto bay đến quả cầu. Nếu các bạn đặt quả cầu ở đâu thì chiêu 2 sẽ bay đến quả cầu đó. Thì chiêu 2 là một combo, 1-2 là một combo có thể cầu rìa máu rất tốt. Và khi kích hoạt chiêu 2 thì Lordaeon rất là trâu và khỏe. Đấy, thì nôm na là đó là chiêu thức cầu rìa máu thôi. Còn quan trọng nhất, Lordaeon, nếu Lordaeon mà không dùng chiêu 3 vào một vị tướng nào trúng thì Lordaeon chỉ là một vị tướng rất là phế, rất là yếu. Cho nên để mà đòi hỏi dùng chiêu 3 của Lordaeon trúng, hoặc có thể combo kết hợp với combo của Lordaeon để chuẩn ấy, thì mình nói thật các bạn, chỉ hầu như người ta top 1, top 2 Việt Nam người ta làm chơi được đâu. Không, người ta không bao giờ chắc chắn được là phát nào cũng trúng chiêu 3 cả. Cho nên mình sẽ có một cách combo mà sẽ giúp các bạn 80% trúng được chiêu 3. Đây là cái nó cực kỳ quan trọng khi các bạn sử dụng vị tướng Lordaeon này. Đấy, và trước khi đến với combo này, từ mình sẽ combo trước cho bạn nhé. Mình sẽ đặt quả cầu ở đây. Rồi, từ kích hoạt chiêu 3. Rồi, chiêu 1 lên. Chiêu 2. Né được không? Né các bạn. Trời, né các bạn ạ. Không thể nào mà né được đâu các bạn ạ. Bởi vì sao ạ? Mình sẽ nói các bạn biết luôn. Nếu các bạn gặp thằng Lordaeon thì như nào ạ? Các bạn sẽ bị ăn một cái quả cầu đầu tiên thôi. Quả cầu thứ hai này liền, này mất táng mất tích liền. Mà đặc biệt mà thấy cái quả cầu mà kết hợp chưa bá, thì nó thật dài gì mà đừng nghĩ với thằng Lordaeon. Và hầu như nếu mà các bạn mà thấy thằng Lordaeon cầm chưa bá và quả cầu ấy, đủ mà sản trúng được vào người mình ấy. Đấy, thì vẫn dùng vào cái điểm đấy, thì mình sẽ chơi giống như các bạn sơ lím ấy, ném cái láo ấy. Đấy, nếu mà thấy cái láo thì đố mà dính cái láo được. Thì đây cũng giống như là cái quả cầu của thằng Lordaeon cũng như vậy. Đấy, hầu như các bạn nào chơi Lordaeon các bạn đều biết chiêu 3 của Lordaeon rất là khó trúng. Bởi vì sao ạ? Thứ nhất, có trúng không người thì cũng không bao giờ kích hoạt hết trúng được. Bởi vì nó chạy mất téo rồi. Đấy, cái pha này, ui dồi, chật chiêu 3 rồi, cái pha này lỗi đấy anh em. Rồi xong rồi gặp thằng, ôi già ôi. Ôi dồi, thôi anh em có sao lỗi. Cái pha này mình lỗi các bạn ạ. Đấy, thì mình sẽ không dài dòng nữa, và mình sẽ muốn nói cái cách combo gọi là combo cơ, gọi là combo siêu nâng cao các bạn nhé. Đó là combo chỉ cần trúng chiêu 3 là Lordaeon kết thúc được một vị tướng. Đấy chính là các bạn quăng chiêu 1, giấu chiêu 1 quả cầu đi, và mình bật chiêu 3. Nôm na mình sẽ không cho team địch hoặc vị tướng đấy biết được rằng cái quả cầu nó có chiêu 3 hay không. Đấy, thì mình sẽ có gây được đột biến được năng khi mình kích hoạt lần thứ 2 quả cầu đến kết hợp với chiêu 3 đến một vị tướng. Đây, cái pha này thì không nói nhá. Cái pha này nấp bụi thì là cái chuyện rất là easy thôi. Đấy,
Cho nên là mình sẽ nói đấy cho bạn có hai kiểu chơi của Lodeon mà mình thường chơi. Đó chính là một là combo quắng quả cầu, giấu quả cầu đi. Cách thứ hai là mình sẽ chiếu ba vào người. Và cái cách chiếu ba vào người thì mình rất ít sử dụng, trừ những cái trường hợp solo 1-1 hoặc như nào đó. Còn hầu như cái lối chơi của thằng Lodeon ấy là mình sẽ khuyến khích các bạn cách combo là giấu chiếu 1 đi. Chiếu 1 được dùng 3 lần các bạn nhé. Nhưng lần thứ 3 thì nó sẽ kích hoạt trở về. Đấy, cho nên là các bạn hãy dùng cho mình quả cầu quắng ở một cái nơi nào đó mình không quan trọng, miễn các bạn giấu được quả cầu. Và khi các bạn cảm giác như được rằng là các bạn di chuyển đến gần người nó nhé, các bạn cảm giác cái quả cầu hoặc vì tưởng nó cảm giác nó không thể đi xa được thì bạn kích hoạt được cho mình chiếu 3. Thì nói thì nó hơi khó thôi, nhưng mình sẽ thực hành để cho tất cả bạn biết. Quan trọng nhất là cái chiếu 3 này khoảng tầm 1,5 giây thì nó bắt đầu mới nổ cái boom. Mà nổ cái boom thì nó sẽ gây hất tung đối phương lên và cực kỳ mạnh. Và cái bộ combo của thằng Lodeon ấy kích hoạt đấy, cái pha từ từ bình tĩnh. Cái pha này không giấu câu được. Pha này không thể giấu câu được, từ thằng Natalia nhá. Rồi cái pha này mình sẽ combo chiếu 3 vào người này. Đây bay vào. Rồi kích hoạt chiếu 3 luôn, đi theo nó nhá. Đấy, đây là cái cách solo. Đây là cái cách solo khi các bạn áp sát một mục tiêu gần thì cái việc các bạn kích hoạt chiếu 3 vào người. Thì cái này đơn giản thôi, khi các bạn chưa bao vào người thì các bạn cứ đi sát nó thì nó sẽ bị hất tung. Đây là combo cận chiến của thằng Lodeon, cho nên đây là cái cách nó chỉ rất ít khi dùng trong một trận đấu. Cho nên là mình cũng sẽ nói để cho tất cả các bạn sử dụng nhiều cách combo khác nhau. Đấy, còn các bạn hãy bỏ đi cái thói quen là các bạn dùng cái chiếu 3 quắng quả cầu ở trước mặt nó, xong các bạn kích hoạt chiếu 3 các bạn quắng tiếp, các bạn bỏ đi. Đừng dùng combo để được các bạn, là các bạn xem này, từ này, giấu câu này. Từ dấu câu rồi. Đã la lên. Đấy rồi. Sỏi ơi. Mặc dù là không gây đam được nhiều nhưng nó rất là đẹp và mình sẽ ăn được hai màng. Đấy các bạn sỏi. Đấy. Các bạn thấy chưa? Nó rất là mạnh nhá. Bởi vì đối phương chả biết quả câu như nào cả. Chỉ biết là thấy quả câu một phát là mình nụ mình hất tung luôn thì nó cũng rất là bất ngờ các bạn nhé. Hy vọng đây là cái cách combo nó rất là nâng cao. Mình đã loại bỏ đi tất cả những cái cơ bản rồi. Cho nên những bạn nào mới tập chơi Lodeon thì các bạn hãy chơi nâng cao nó cho mình đi. Đấy, mới tập chơi Lodeon. Đây, từ từ. Rồi, chưa bá. Bạch. Hất tung. Easy chứ. Ngay cả thằng Rio má con chưa một mà nó con không phản ứng kịp. Thì mình hỏi các bạn là cái combo này nẻ được không ạ? Đấy là một cái combo thực sự gia truyền của mình. Mình không muốn hướng dẫn các bạn đâu, bởi vì là hướng dẫn các bạn biết cái combo này rồi. Nó rất là khó chịu, bởi vì sau này mình mà gặp một trong các bạn xem clip của mình, các bạn cầm Lodeon, các bạn dùng combo này, các bạn sụp mình cảm giác nó đau đớn lắm các bạn ạ. Cho nên hy vọng các bạn khi mà nắm được những cái combo gia truyền của những cái vị tướng này của mình thì sau này mà gặp vào trong rank, hy vọng anh em đừng có sử dụng anh em nhé. Đấy, bởi vì là mình cảm giác rất là buồn, rất là đau đớn khi mà cảm giác những cái cẩm nang của mình xong quay trở lại gặp lại những cái người xem clip của mình và nó hành lại ngược mình các bạn ạ. Nó đau đớn cực kỳ luôn. Mình gặp nhiều lắm rồi anh em ạ, nhiều lắm rồi, đặc biệt là con Nagaroth, trái cán con Nagaroth, mình thề các bạn nhé. Ôi dồi ôi, ngày xưa mình hướng dẫn anh em cướp rừng cướp bùa, cách cắn quả thời gian ABCD ra, cuối cùng gặp lại những cái bạn khán giả sẽ... ôi cái bạn đã chết rồi. Ôi dồi, nó không sao. Đấy, rồi gặp lại các bạn khán giả thế nào cướp cái rừng của mình không trượt cái phát nào luôn. Và cuối cùng xem nói anh ơi em xem clip của anh nè, cảm ơn anh là hướng dẫn em những cái cướp bùa, hay là cảm ơn anh là hướng dẫn em những cái cắm thời gian bùa. Tảo chan thật. Cho nên đấy là mình khẳng định đến một cái combo của Lodeon nó rất là đặc trưng. Và các bạn nhìn cái combo của mình thì các bạn sẽ biết nó rất là mới lạ và hầu như không nhiều người biết đâu. Đấy, cho nên là các bạn hãy nắm cái combo này, luyện tập chơi thật tốt để các bạn có thể là sử dụng Lodeon thật tốt. Và để sử dụng cái chiêu 3 này thì mình nói thật các bạn, cái độ khó của nó giảm còn rất là ít. Đấy, cho nên nó rất dễ trúng. Không 100% đâu, nhưng 80% nó sẽ trúng các bạn nhé. Đây, mình có cả câu này, từ từ. Rồi, kích hoạt chiêu 3, đấy rồi, leo lên. Hai thằng trời ơi, đẹp như con đẹp tuổi 20 anh em ạ. Đẹp như con đẹp tuổi 20 các bạn thấy chưa. Combo này nó rất là khốn. Cho nên hy vọng anh em lần sau mà gặp mơ sương đông đánh, anh em đừng có dùng combo này nhé. Đấy, khổ lắm anh em, combo này không nè được. Đấy, con Lodeon rất là mạnh các bạn nhé. Đấy, và mình sẽ phân tích cái lượng sát thương của Lodeon này. Lodeon chữa 1, chữa 2 của nó sẽ sử dụng được trong những rất nhiều trường hợp rất là hay. Ở thứ nhất, con Lodeon nó có thể chạy được. Con Lodeon nó chạy rất tốt
khi các bạn quăng quả cầu ra sau người, các bạn kích hoạt chiêu 2 thì các bạn có thể lấy chạy rất là xa các bạn nhé. Và đặc biệt là khi các bạn kích hoạt chiêu 1 combo 1-2 thì con Lodeo này combo của nó rất là đau, đau cực kỳ anh em nhé. Đấy, combo này rất là mạnh đấy, cho nên các bạn đừng bao giờ là nói chung cái chiêu 1 chỉ rỉa, gọi là cầu rỉa đơn thuần đơn giản thôi, nhưng để cầu rỉa gọi là sát thương nó mạnh đấy, mạnh chưa. Đấy, combo của mình là chúng cái này mình dùng thanh thảo thôi, cho nên là mình dùng cái kiểu gì nó cũng ấy. Nói chung là tầm 80%, cỡ như mình bây giờ dùng tầm khoảng 10 quả chiêu 3 thì trúng vào tầm 8 đến 9 quả, chứ không bao giờ trúng được 10 quả đâu, rất khó. Bởi vì là không có gì là hoàn hảo cả anh em. Đấy, mình cứ chơi chiêu 3 mình sẽ ấy cho các bạn. Cho nên là mình bỏ qua tất cả những cái cơ bản và mình chỉ hướng dẫn các bạn cách nâng cao về cách combo này thôi. Đấy, mình luôn luôn là sản bóng ở một nơi nào đó, và mình các bạn cứ đừng quan tâm về cái sàn bóng xá quá gần đấy, miền xá các bạn giấu được cái quả bóng của quả cầu đi đấy, team địch không thấy được thì khi cái quả bóng kết hợp với chiếc má bay đến người nó sẽ rất là bất ngờ đấy. Còn nếu mà các bạn mà cứ để quả bóng mà nó thấy ấy sóng cái chiếu má nổi lên cái chiếu quả cầu đó, các bạn mà quăng trúng đấy, các bạn công nhận mình không, các bạn cứ ra chơi Lodeon hoặc các bạn nó từng chơi các bạn sẽ biết. Cái con Lodeon này mình đã gửi được cái khó nhất của nó cho các bạn chơi thôi. Thì cái việc các bạn bây giờ chơi best Lodeon rất đơn giản thôi. Cho nên hy vọng những cái combo này sẽ xuất hiện trong tất cả các loại rank để cho các bạn biết được rằng là để cho tất cả người chơi cảm giác sợ hãi con Lodeon này. Đấy, mình muốn truyền đạt cái bộ combo này, thực sự là mình giấu cũng được tâm cũng khá lâu rồi. Mình bởi vì cái này nó rất ít, các bạn phải hiểu là khi chơi rank ấy, các bạn có những cái combo giá truyền nào kiểu ít người biết thì các bạn sẽ có rất nhiều hiệu quả. Đấy, các bạn hiểu không? Nhưng mà khi mà đã mà truyền đạt cho các bạn rồi mà nhiều người biết rồi ấy, nhiều người biết combo này rồi ấy, thì nó sẽ có một con hiệu quả nữa. Đấy, nhưng mà nó sẽ rất là kiểu ấy, ví dụ như là các bạn chơi combo này cho 10 người, một trận đấu 10 người, à thì kín thằng là combo này hay thế thì nó sẽ học theo. Đấy, 100 người chơi thì sẽ có 1.000 người tiếp cận được cái combo này, 1.000 người sẽ 10.000, 100.000, 100.000, 1 triệu người. Đấy, cho nên là lý do là mình làm clip này thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người biết combo này và chơi best Lodeon trong thời gian sắp tới. Và mình xin chúc các bạn chơi Lodeon thật tốt. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục sẽ cố gắng combo nhiều phá đẹp mắt cho các bạn xem nhé. Mình sẽ combo, hy vọng các bạn xem xong clip này các bạn cứ ra các bạn chơi, ra các bạn trải nghiệm luôn, nó khác bọt, nó khác lắm, cảm giác nó dễ trúng cực kỳ luôn. Mà con Lodeon này cái bài toán nó khó nhất đó chính là chiêu 3 thôi, mà Cương Lao đã giải cho anh em thôi thì anh em giải một bài toán cực kỳ easy luôn. Từ từ này, chạy đơn giản đấy các bạn này, chiêu 2 này chạy này, đây thì chưa con này này tao chạy tiếp phát nữa đấy. Thích thì tao đấy, tao tới bên luôn. Trời các bạn ơi, nhìn kìa. Các bạn hãy nhìn nhờ 5 thằng Việt mà mình giết được một thằng này các bạn ạ. 13 giây hồi chưa bán nha. Từ bình tĩnh. Anh em bình tĩnh. 10, 9, 8, 7. Ôi giời, cái thằng Quýt này. Từ 3, 2, 1. Rồi, dấu câu nào, từ dấu câu. Chưa 3, tốc biến, lao lên, 2 thằng. Xời ơi, các bạn ơi, còn gì lao lên. Đây rồi. 3 thằng. Đấy thôi, quả câu hồi. Trời, nó mạnh. Từ anh em, hình như là mình giết được 4 thằng rồi đấy các anh em, quá đã cứu rồi. Có một thằng rồi nào, lừ bố quá luôn. Lại có quả câu, các bạn thấy kinh gì không, cái pha dấu câu ác không. Đấy, từ ôi giỏi thằng Điêu Ma, cây gì đấy Điêu Ma, tàu xúc mi đi luôn đi Điêu Ma, Điêu Ma về chúng tôi này. Đấy các bạn nhá, mà mạnh, về đi anh em ơi, về đi để làm vai phá rồi nào. Để mình làm vai phá đẹp đẹp mắt từ anh em ơi. Win làm gì? Ôi, bẩn loạn bây giờ đâm đổi win anh ạ. Về anh em ơi, về đi, win thì win thôi, yên tâm. Nhưng để mình làm vai phá đẹp mắt cho các bạn khán giả thân yêu của mình như nào. Đấy, các bạn có thể thấy được trong combo này bá nào không? Siêu bà chảy không? Rất là ghê các bạn nhá. Cho nên là mình hy vọng anh em, nói chung là những cái gì tốt nhất, đẹp nhất, gọi là xỉn sò nhất là mình đều mang lên kênh YouTube cho anh em thôi. Đấy, mà anh em thật, anh em đừng nào đối xử với mình mà xem clip xong anh em chả để lại một cái gì cả. Đấy, follow thì chả follow nữa. Like thì lúc vui thì like, mà lúc buồn thì chả like nữa. Đấy, comment thì coi như là chả bao giờ comment luôn. Đấy, cho nên là hy vọng anh em những cái gì đẹp nhất của anh em là của mình là dành hết cho anh em thôi. Cho nên anh em hãy dành tặng cho mình những cái hoàn toàn miễn phí, đơn giản, vai trưởng ạ. Chỉ cần các bạn nhí cái tay ngón trò một phát, các bạn tính một cái là ok xong. Đấy,
việc làm rất là đơn giản, rất dễ dàng đấy các bạn. Rồi, hy vọng sẽ có một cái pha combat thật đẹp đấy các bạn nhé. Và mình sẽ chốt lại clip này. Mình không nói nhiều về việc tưởng lõi Leon này, bởi vì nó rất là dễ hiểu, các bạn chơi rất nhiều rồi. Cho nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để combo hiệu quả thằng lõi Leon, nó chính là giấu câu. Cái quả câu đầu tiên các bạn hãy giấu đi. Và khi các bạn giấu được rồi thì các bạn sẽ kích hoạt chiêu 3 và lao lên quắng quả câu. Bởi vì quắng quả câu vào một vị tướng trúng một lần thì nó rất là đơn giản, rất là dễ. Các bạn chơi Leon, các bạn quắng chiêu 1 vào người của một vị tướng nào đó rất cực kỳ dễ luôn. Thì cách chơi này nó cũng như vậy. Các bạn sẽ giấu câu, xong các bạn kích hoạt chưa ba, các bạn cắn cái quả câu đến đang bay khoảng tầm 1 giây thì các bạn kích hoạt chưa ba là đẹp. Không cần các bạn ấy đâu, các bạn cứ đinh đinh nó khoảng thời gian bay từ A đến B là tầm khoảng tầm 8 9 9 72 72, tầm khoảng 1 giây các bạn đấy, tầm khoảng 1 giây các bạn nhé, là các bạn sẽ quăng easy kiểu gì một chút đấy. Cho nên là rất là easy các bạn. Đây, tàu chạy đơn giản không chứ không. Và thì mình nghĩ thì bây giờ chắc cũng chả có đánh nhau ở đâu. Thì mình nghĩ là clip đến đây là kết thúc rồi. Và mình tìm mình ăn kinh công và sẽ ép tìm địch. Và xin chúc các bạn thật nhiều sức khỏe nhá. Và cảm ơn tất cả bạn thật nhiều nhá. Tất cả bạn ấy mà. Yeah, bye bye.